Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, phúc rạng rỡ, niềm vui tươi, hy vọng, lộc đủ đầy, no ấm suốt quanh năm. Đức tổ dài lâu muôn đời thịnh, nếp nhà đầm ấm bốn mùa xuân. Một năm mới đã về, mang theo niềm tin và khát vọng. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều mong muốn một năm mới đến sẽ có nhiều đổi khác, kinh tế phát triển bằng năm, bằng 10 năm cũ. Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới tấn tài, tấn Thưa quý vị, bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, các cấp ủy chính quyền địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, góp phần hoàn thành sớm và vượt mức các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển. Xuân Giáp Thìn 2024 thì cũng rất là mong muốn và nhất sẽ đến với dân Lai Châu trước thềm năm mới. Nhân dịp năm mới Xuân Giáp Thìn năm 2024, thì tôi xin được kính chúc tất cả các cán bộ chiến sĩ công an huyện Than Uyên luôn có một sức khỏe để phục vụ công tác và luôn hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, và kính chúc bà con nhân dân có một mùa xuân ấm áp, một cái Tết đoàn viên vui vẻ hạnh phúc. Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024 thì đối với cơ quan phòng văn hóa thông tin và cũng như là tham mưu cho ban dân huyện, thì chúng tôi xin được gửi tới toàn thể các quý vị, các bà con nhân dân trên địa bàn luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và luôn luôn đoàn kết một lòng để cùng nhau thực hiện thắng lợi các chỉ thị nghị quyết mà Đảng và chính quyền các cấp đã giao.
Thưa quý vị, huyện Sìn Hồ có 3.382 hộ thuộc dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La chuyển về nơi ở mới tại 36 bản của 9 xã, gồm Căn Co, Chăn Nưa, Lùng Thàng, Nậm Cha, Nậm Han, Nậm Mạ, Nậm Tam, Ba Khóa và Tùa Xín Trải. Sau hơn 15 năm chuyển lên vùng tái định cư, đời sống của các hộ dân được ấm no hơn, diện mạo nông thôn các bản đang từng ngày thay da đổi thịt, như khoác trên mình một tấm áo mới thật đẹp. Bản Phiêng Diễm, một trong những bản tái định cư của xã Chăn Nưa. Nơi đây, một số hộ đang huy động nhân lực, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ làm nhà đón Tết. Ghé thăm những con ngõ nhỏ trong bản được tô điểm bởi hàng cây xanh, dãy hoa rực rỡ, chúng tôi ngỡ ngàng trước những nếp nhà khang trang của bà con với khuôn viên đẹp, có vườn rau xanh tốt, công trình phụ sạch sẽ, chuồng trại kiên cố, đảm bảo vệ sinh. Khi chuyển lên ở mới này thì nó khang trang hơn và nó sạch sẽ hơn và đời sống của bà con thì cũng được cải thiện. Chuyển lên trên này thì Đảng và Nhà nước thì cũng quan tâm đền lưới quốc gia cho mọi nhà, mọi hộ rồi. TV với xe máy thì bây giờ là nhà nào cũng có cả. Niềm vui của bà con bản Phiêng Diễm đó chính là đời sống kinh tế văn hóa ngày một nâng lên. Khi các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, từ đó họ có động lực để xây dựng các mô hình kinh tế, chuyển đổi phương thức sản xuất, lao động nhằm nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo ở địa phương. Bản cũ thì nó khác. Bây giờ nhà nước quan tâm chuyển lên trên bản mới đây thì nói chung làm ăn thì ruộng nương này, các thứ, vườn các thứ có, dưới kia thì không có vườn có gì. Nói chung là chuyển lên chỗ mới này cũng là nó so bản cũ thì vẫn ổn hơn. Nói chung là tập trung vào chăn nuôi này, trồng ngô này, lúa này. Bây giờ nông thôn thì thế thôi. Tập trung nói chung là khá giả hơn bây giờ đấy. So với dưới kia. Đến nay, tỷ lệ dân số vùng tái định cư Thủy điện Sơn La được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%. 100% các bản tại các xã vùng tái định cư được sử dụng điện lưới quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2014. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều từ 5 đến 6%. Để các bản tái định cư có diện mạo mới như ngày hôm nay, cấp ủy chính quyền các cấp huyện Sìn Hồ đã vào cuộc quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, các phòng ban chuyên môn, ủy ban nhân dân 9 xã tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực lao động sản xuất, tận dụng nguồn vốn được hỗ trợ sau tái định cư, đầu tư xây dựng nhà ở, trồng trọt, chăn nuôi dưới nhiều hình thức đa dạng. Để mà thay đổi diện mạo của xã trong hôm nay thì cấp ủy chính quyền xã cũng rất là vào cuộc triển khai bằng các văn bản, nghị quyết và các quyết định chỉ tiêu giao cho các bản và hàng năm cử cán bộ công chức đi tuyên truyền phối hợp với ban quản lý phát triển các bản là tuyên truyền hướng dẫn người dân là gọi là cầm tay chỉ việc để làm sao người dân hiểu thấm nhuần sâu sắc và triển khai thực hiện. Cấp chính quyền xã cũng đã xác định và chỉ đạo cán bộ công chức tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân là tăng gia sản xuất như là chăn nuôi chủ yếu là nuôi gia cầm gia súc. Lúc mà có công ty cao su trên địa bàn ấy, là triển khai thì xã cũng đã ưu tiên vận động những hộ tái định cư tích cực tham gia để từ đó lấy cái nguồn thu nhập chính đảm bảo cho gia đình. Từ đó cái đa số là các bản tái định cư thu nhập cũng tương đối cao. Thực hiện các chính sách thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia về chính sách của tỉnh tại Nghị quyết số 07 ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025. Huyện Sìn Hồ đã phát triển vùng chuyên canh dứa trên 60 ha tại các xã Nậm Tâm, Căn Co. Hình thành vùng trồng xoài khoảng 50 ha theo chuỗi liên kết giá trị tại các xã Nậm Tâm, Ba Khóa, Nậm Han. Đến nay, toàn huyện Sìn Hồ đã đào tạo chuyển đổi nghề và việc làm cho 47.036 người, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp đến năm 2022 còn 73%. Hiện huyện đang triển khai 3 dự án đầu tư sửa chữa nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt tại các khu điểm tái định cư Thủy điện Sơn La, với tổng kế hoạch vốn đã được phân bổ đầu tư là 310 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó có công trình đường giao thông Nậm Tăn, Triềng Lồng, nâng cấp sửa chữa nước sinh hoạt trung tâm xã Nậm Hằn. Cái diện mạo
nông thôn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng như trụ sở làm việc, đường giao thông và các cơ quan mà chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thì cho thấy đã được đầu tư đồng bộ và đã hoàn thiện, đã làm thay đổi được cái diện mạo nông thôn các xã tái định cư. Bên cạnh đó thì huyện đang tích cực triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn của huyện, đặc biệt là hai cái chính sách nghị quyết 07 và nghị quyết 08 đã tạo ra những cái sinh kế mới, những cái ngành lĩnh vực kinh tế mới cho bà con. Với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và nhân dân, đến nay diện mạo nông thôn các xã trong vùng tái định cư ngày càng khởi sắc. Cơ sở hạ tầng cơ bản được hoàn thiện, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng áp dụng khoa học công nghệ, hình thành nên một số ngành nghề kinh tế mới như nghề trồng rừng, phát triển thủy sản. Đây là tiền đề động lực để huyện Sìn Hồ tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, cả khách quan và chủ quan, song với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, khắc phục mọi khó khăn, Đảng bộ chính quyền xã Bắc Tà, huyện Tân Uyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội. Một mùa xuân mới đang về trên xã nông thôn mới, mang theo nhiều kỳ vọng của đồng bào, bà con các dân tộc trên địa bàn xã. Bản Tân Bắc, xã Bắc Tà có 196 hộ, thì nay chỉ còn có 5 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương. Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, người dân trong bản đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, cảnh quan, làng bản xanh sạch đẹp. Tất cả đều hướng đến một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm, ý nghĩa bên người thân và bạn bè. Bản thì cũng tuyên truyền cho bà con là thứ nhất là vừa rồi thì cái tuyến đường nó đang hoàn thành, thì cố gắng là động viên các gia đình và các cháu là làm sao để cho đảm bảo an toàn giao thông. Hai nữa là các gia đình thì tổ chức ăn Tết vui tươi lành mạnh, đảm bảo an toàn tiết kiệm. Còn trong năm tới 2024 thì bản cũng tiếp tục vận động nhân dân phát triển các mô hình kinh tế, đặc biệt là các mô hình rau củ quả. Hiện nay thì trong năm 2023 thì bản cũng đã triển khai thành công một số mô hình, cũng mang lại nhiều cái lợi ích kinh tế cho bà con nhân dân. Nhờ được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự chung tay đồng lòng của người dân, đời sống được nâng lên, không khí Tết cũng vì thế mà như đến sớm hơn. Có đường giao thông đi lại thuận lợi, có điện lưới, những điểm trường kiên cố được xây dựng, việc học của con em được chăm lo chu đáo hơn. Nhiều cán bộ trước đây công tác cống hiến tại xã, nay về nghỉ hưu không khỏi vui mừng khi chứng kiến những đổi thay trong cuộc sống của người dân. Bởi dưới sự quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, đoàn thể xã đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2023. Nếu so với khoảng 10 năm trước đây thì hiện nay là kinh tế xã hội có thể phát triển tới 4-5 lần chứ không phải là như trước. Bởi vì thực tế bây giờ nói có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất ý, là cái công tác cán bộ của xã rất là cơ bản. Các đồng chí lãnh đạo từ trên huyện được điều động xuống có trình độ, có năng lực, có chuyên môn và tâm huyết với cơ sở. Đó là vấn đề nhất. Vấn đề thứ hai nữa, người nông dân đã có cái nhận thức rất là cao. Năm 2023, sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn của xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách hỗ trợ sản xuất được triển khai kịp thời, khoa học kỹ thuật bước đầu được áp dụng, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hình thành vùng sản xuất tập trung. Diện tích lúa hai vụ luôn duy trì ổn định và đạt năng suất, sản lượng cao. Việc phát triển diện tích trồng cây rau màu được mở rộng. Công tác bảo vệ phát triển rừng, làm giàu từ rừng được nhân dân trong xã quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến văn hóa xã hội, bảo tồn các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc cũng được quan tâm, giữ gìn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo, trạm y tế xã được củng cố, nâng cao chất lượng, đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư y tế, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Duy trì thường trực chuyên môn, trực cấp cứu, triển khai tốt 12 điều y đức, quy tắc ứng xử đối với cán bộ làm công tác y tế. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng các công trình đã được đầu tư đưa vào sử dụng. Xã Bắc Ta thì năm 2023 thì được sự quan tâm của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ban huyện, các
chính quyền địa phương thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của an xã thì đối với xã Bắc Ta thì thực hiện đạt một số kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Một mùa xuân mới đang về trên xã nông thôn mới Bắc Ta. Tin tưởng rằng với những kết quả tích cực đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, bước sang năm 2024 với những mục tiêu tập trung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã sẽ đạt được những thành tích ấn tượng, đưa Bắc Ta trở thành xã phát triển của huyện theo đúng nghị quyết mà Đảng bộ xã đã đề ra. Một mùa xuân mới lại về, cùng với người dân muôn nơi, đồng bào các dân tộc ở những bản tái định cư huyện Mường Tè, nơi thượng nguồn sông Đà, sau 10 năm về nơi ở mới, đang phấn khởi đón năm mới bình an, may mắn và phát triển. Tại bản tái định cư, bản Xì Thâu Trải, xã Căn Hồ, huyện Mường Tè, năm nay đã là mùa xuân thứ 10, bà con nơi đây được đón xuân trên vùng đất mới. Nhờ Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đường, điện, trường khang trang, sạch đẹp, thoáng mát mà người dân đã được tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Cứ mỗi độ xuân về, bà con nhân dân xã Căn Hồ sẽ cùng nhau tập luyện các bài hát, điệu múa của đồng bào dân tộc để trình diễn văn nghệ trong những ngày đầu năm mới. Từ khi lên ở bản tái định cư, được nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khang trang, cuộc sống của người dân cũng thay đổi. Ở đây, nhà nào nhà nấy cũng có nước sinh hoạt đầy đủ, đi lại thuận tiện. Các cháu học sinh được học trong môi trường khang trang và gần nhà, tạo thuận lợi cho bà con làm ăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ở nơi mới, bà con được đi học nghề chăn nuôi trồng trọt, được nhà nước hỗ trợ cây trồng rừng, trồng xoài, nên thu nhập của người dân tăng lên. Hiện tại mỗi hộ gia đình ít nhất cũng được hơn 1 tấn thóc trở lên. Thu nhập của bà con được cải thiện từ 6 triệu đồng năm 2014, đến nay thu nhập bình quân 30,1 triệu đồng năm 2024. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 38,60%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 11,78%, tăng 5,54% so với kế hoạch huyện giao. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 70,21% so với kế hoạch huyện giao. Đường xá xôi đi lại, nhà trường, y tế cũng thuận lợi hơn trước ạ. Bây giờ mà đặt lên mặt bằng mới thì cuộc sống cũng ổn định hơn trước. Sau 10 năm thực hiện chương trình tái định cư của Thủy điện Lai Châu, thì cuộc sống người dân là cũng được thay đổi và cái mức sống của người dân được tăng lên. Và về các cái hạ tầng đầu tư của nhà nước thì cũng được đồng bộ và cuộc sống người dân thì ngày một được nâng cao. Sau khi ổn định tái định cư, đường giao thông đi lại khang trang, cơ sở hạ tầng, trường lớp đầy đủ. Nhiều chính sách tái định cư của nhà nước góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Nhiều hộ dân có điều kiện cho con em đi học, đại học và trở về địa phương công tác. Nhờ chính sách hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt và an sinh xã hội, nhiều hộ gia đình khấm khá hơn và tệ nạn xã hội đã giảm. Tương tự tại xã Mường Tè, được sự quan tâm chăm lo về nhiều mặt, đến nay đời sống đồng bào vùng tái định cư trên địa bàn của huyện cơ bản ổn định hơn ở cũ. Bà con yên tâm sinh sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế và gắn bó lâu dài với vùng quê mới. Sau 10 năm tái định cư thì trước hết là đối với cơ sở hạ tầng và điểm tái định cư thì nếu mà được so sánh thì đối với cái điểm tái định cư mới là có cuộc sống ổn định và khang trang hơn so với cái điểm cũ. Và đối với cái đời sống của người dân thì sau khi thực hiện 10 năm thực hiện tái định cư thì đời sống của người dân được cái ổn định và có từng bước phát triển về kinh tế xã hội. Tới thăm các bản tái định cư xã Mường Tè, các ngôi nhà đều đã xây dựng chắc chắn, khang trang, đảm bảo tiêu chí ba cứng. Đường đi lối lại được bê tông hóa rộng rãi, sạch đẹp, trường học, hàng quán, các khu dân cư không xa, rất thuận lợi cho việc mua sắm. Trước thì bà ở bàn rắn thôi, rồi tiến về tái định cư đây, là cái gì cũng là học sinh đi học, cái gì cũng tốt. Nhà trường cũng tốt, mầm non cũng tốt, đường cũng đẹp. Ở đây gần khu trung tâm văn hóa xã với là nhà trường cũng ở đây. Thấy các con các cháu học đi lại lại, ôi rất là vui vẻ. Nhưng đấy, thế là nó cũng sống vui, sống khỏe, sống tốt thôi mà. Nhà nước ở đây cũng rất can tâm cho các ông các bà làm ăn. Đến bây giờ ấy cũng là sống ở đây là rất vui.
Sau 10 năm di dân tái định cư Thủy điện Lai Châu với tinh thần tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, nhờ đó mà gần 1.137 hộ dân ở các xã Mường Tè, Nậm Khao, Can Hồ và thị trấn Mường Tè đã di chuyển đến nơi ở mới, ổn định hơn, phát triển hơn. Đến nay, hầu hết các hộ dân trên địa bàn của huyện Mường Tè được bố trí đến nơi ở mới, có cuộc sống ổn định hơn nơi ở cũ, có đủ các điều kiện về sản xuất chăn nuôi, có nhà ở khang trang hơn nơi ở cũ. Hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, nước, hợp vệ sinh, thủy lợi, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Các chính sách hỗ trợ sản xuất được quan tâm triển khai, đáp ứng nhu cầu của người dân. Từ đó từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân tại nơi ở mới, là bước tạo đà để từng bước xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày giáp Tết, công tác chuẩn bị vui xuân đón Tết tại đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng thuộc huyện Phong Thổ diễn ra rất khẩn trương nhưng cũng không kém phần sôi nổi, vui vẻ, ấm cúng. Với mỗi cán bộ chiến sĩ ở lại trực Tết, được cùng đồng đội tự tay trang trí đơn vị, chuẩn bị mâm cỗ mừng năm mới, không chỉ là niềm vui mà còn là niềm tự hào. Dù xa gia đình nhưng vẫn thật đầm ấm, nghĩa tình. Với người lính biên phòng nơi biên cương của Tổ quốc, Lai Châu. Xuân ấm, Tết vui, chỉ đơn giản là giữ chắc tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. 25 năm đứng trong hàng ngũ của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Thiếu tá Phùng Quang Đối công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Không nhớ rõ bản thân đã bao nhiêu năm ăn Tết xa nhà để ở lại trực Tết tại địa bàn cùng với đồng đội. Năm hết Tết đến, ai cũng muốn được quây quần bên gia đình, người thân. Nhưng ý thức được trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân, nhận được sự động viên của lãnh đạo các cấp cũng như những tình cảm đầm ấm của bà con dân bản. Nên không chỉ anh Đối mà tất cả cán bộ chiến sĩ khác đang làm nhiệm vụ trực Tết đều cảm thấy phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi dịp xuân về, bản thân tôi, tất cả cán bộ chiến sĩ của lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng như xác định rõ chức trách nhiệm vụ của mình, trong đầu tiên là công tác trực Tết, sẵn sàng để nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chế độ Tết của cán bộ chiến sĩ thì thứ nhất là được Đảng, Nhà nước và quân đội nên đơn vị chăm lo rất đầy đủ về tất cả mọi mặt tinh thần, hay là nguồn động viên lớn nhất của cán bộ chiến sĩ đơn vị để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Đóng chân tại một địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn về kinh tế, giao thông như huyện Phong Thổ, nhưng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng vẫn nhường cơm xẻ áo, bớt một phần chi tiêu của mình thành những phần quà tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn. Gần đây nhất là việc tổ chức ngày hội Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản. Đồn đã huy động các nguồn tài trợ để tặng 280 suất quà Tết cho bà con đồng bào dân tộc Sao còn nhiều khó khăn tại hai bản là Hùng Peng và Sòn Thờ Một của xã Malifor. Đây là hoạt động đã được đơn vị duy trì, thực hiện thường xuyên nhiều năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nhằm củng cố thêm tình đoàn kết quân dân, cũng như hỗ trợ đồng bào có thêm nhu yếu phẩm sử dụng trong những ngày Tết. Cảm ơn bộ đội biên phòng với xã để quan tâm với bà con nhân dân về trong dịp Tết này, Tết Nguyên đán này để cho bà con ăn Tết để vui. Xong là có cái biên phòng quan tâm đến nhân dân về phát quà cho nhân dân rất vui với biên phòng ạ. Để cán bộ chiến sĩ đơn vị yên tâm ở lại trực Tết vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Tết đến xuân về, đơn vị tổ chức cho cán bộ chiến sĩ ăn Tết sớm hơn với dân bản để sau đó dồn toàn tâm toàn lực thực hiện nhiệm vụ. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị luôn duy trì 70% quân số đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu. Ngoài xây dựng kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ, tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ cột mốc, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Những quan điểm là vui xuân không quên nhiệm vụ của đảng ủy trung ương. Ban chỉ huy đã xây dựng nghị quyết, xây dựng các kế hoạch và các phương án sẵn sàng chiến đấu để triển khai cho cán bộ chiến sĩ thực hiện, rồi tổ chức động viên tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và
triển khai các biện pháp tuần tra bảo vệ biên giới, canh gác, canh phòng đơn vị, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cũng như là xử lý tốt các tình huống bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024. Tết của lính biên phòng nơi biên cương tổ quốc thật đơn giản nhưng cũng rất ấm lòng. Điều đó thể hiện rõ nét ở nụ cười của mỗi người dân khi được tặng quà Tết, hay sự háo hức của những em nhỏ khi có thêm gói kẹo, tấm áo mới. Với các anh, xuân ấm, Tết vui cũng thật giản đơn là chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Nhìn thấy bà con dân bản được đón một năm mới trong không khí yên bình, an toàn và hạnh phúc. Mùa xuân về, hoa đào hoa mận hé nở, cũng là lúc tiếng khèn của người Mông nơi vùng cao Tà Mông, huyện Than Uyên, vang xa giữa đại ngàn núi rừng. Đó là những bản nhạc tình ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là lời tâm sự nhắn nhủ lòng yêu thương của chàng trai với cô gái mình yêu thương. Với đồng bào người Mông của mình thì thích nhau qua tiếng khèn. Mình ngày xưa cũng vậy, Tết đi chơi vì nghe được tiếng khèn chồng mình thổi hay nên mình lấy thôi. Với người Mông, lâu nay tiếng khèn là món ăn tinh thần không thể thiếu. Với người Mông, ở đâu có sự sống, ở đó có tiếng khèn. Và ở đâu có tiếng khèn, cũng sẽ có sự vui tươi, thanh bình. Tiếng khèn mang lại sức mạnh thể chất và tinh thần. Vì thế, ngay từ khi còn trẻ, các chàng trai Mông đã bắt đầu lắng nghe và đi theo tiếng gọi của khèn. Với họ, khèn không chỉ là nhạc cụ thân thiết, gần gũi với cuộc sống thường ngày, mà khèn còn là biểu tượng đặc trưng cho văn hóa cộng đồng dân tộc, được gìn giữ cho muôn đời sau. Trong cái dân tộc Mông thì nó có rất nhiều các cái điệu khèn, điệu sáo và các cái đàn môi nhị nhất, nhưng mà tôi thấy độc đáo nhất vẫn là cái khèn Mông. Cái khèn Mông đó thì nó gồm có 6 cái đốt đấy, 6 đốt để thể hiện 6 bố con mà có sự đoàn kết của 6 bố con ấy. Cho nên là cái khèn, nếu mà cái khèn đó nó sẽ được sử dụng trong tất cả các cái lễ hội như là ngày khèn lễ này, khèn hội và khèn đi chơi, khèn trai gái và có khèn Tết. Và trong kể cả là đám tang của người Mông thì cũng có sử dụng đến cái khèn đó. Trong ngày hội xuân, từng tốp trai gái váy áo súng xính sặc sỡ rủ nhau đi hội. Trên tay các chàng trai không thể thiếu chiếc khèn. Khèn là người bạn thủy chung, không chỉ là công cụ chính mỗi lần biểu diễn văn nghệ trong ngày hội, mà từ tiếng khèn đã giúp những đôi trai gái nên duyên chồng vợ. Mỗi khi vào mùa xuân thì thời xưa thì chúng em đi đám gái thì thường hay có một bài khèn để chúng em đi thổi để tám, thì vợ nghe thái thì vợ thích thì vợ mới ra tám, thì tám đi tám lại thì vợ mới yêu thì mới lấy được vợ. Và mỗi khi có các ngày lễ lớn thì đều sử dụng. Mặc dù khèn Mông rất quan trọng với mỗi chàng trai Mông, thế nhưng hiện nay các bài khèn đang dần mai một. Để giữ gìn được bản sắc văn hóa này, hiện nay trên địa bàn xã Tà Mông đã có đội khèn Mông. Tuy chưa có quyết định thành lập, nhưng đội khèn của xã hoạt động rất hiệu quả, không chỉ truyền dạy cho thế hệ trẻ để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình, mà lưu giữ lại nét đẹp văn hóa tinh thần. Ở trên địa bàn xã thì cũng thành lập được một đội khèn Mông, tức là các diễn viên chuyên gia thổi khèn Mông trên địa bàn. Thì trong cái thời gian tới, để tiếp tục duy trì và nhân rộng cái mô hình này, thì xã cũng sẽ đưa đội khèn Mông này thành lập trở thành một cái câu lạc bộ và sẽ ban hành quy chế để thường xuyên tổ chức sinh hoạt khèn. Bên cạnh đó thì sẽ tiếp tục mời thêm các chuyên gia chế tác khèn, rồi là các chuyên gia thổi khèn về hướng dẫn thêm, nhân rộng thêm. Với người Mông Tà Mông nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, thường ngày họ cần mẫn trên ruộng bậc thang, trên đường đá. Nhưng khi ngơi tay lại cùng cây khèn, tâm tình, thủ thỉ với người yêu, hoặc dùng tiếng khèn, chuyện trò với bạn bè và trổ tài trong đám đông như ngày hội xuân, ngày chợ phiên. Trong những ngày đầu xuân năm mới, các chàng trai cùng thổi khèn, tiếng khèn vang vang khắp núi,
khi mùa xuân đến. Thưa quý vị, thưa các bạn, xuân miền Bắc mưa phùn lất phất, quyện trong hương xuân vẫn còn chút heo may giá lạnh mùa đông. Thế nhưng mùa xuân phương nào cũng cần lắm hơi ấm từ không khí đoàn viên sum họp. Và xuân phương nào cũng là mùa xuân đoàn kết, đượm yêu thương, để chúng ta tự tin, thanh thang bước đi trong những sắc xuân rạng rỡ, điểm tô cho vẻ đẹp của non sông đất nước, đón chào một năm mới với nhiều kỳ vọng. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.